Bồ Khế Văn Kinh à, tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn à, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân à, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt à, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay à, công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tăng cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Chẳng không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy, sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mê tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hết chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết và sao à tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đó không chi à, do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì à, không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên à, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà Bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay mang nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Bye.
Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hết nhận đến, nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng: Yến Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thanh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quân Giai Công Độ Nhân Thiết Cổ Anh Xa Lời Tư Sanh Bất Dị Không Không Bấn Dị Sanh Sanh Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sanh Thọ Tướng Hành Tưng Diện Quân Như Thị
xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ cũng trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tiệt thân y vô sanh thịnh hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tức giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô là tư diệt vô lão tư tầng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thân tinh rộng lớn sáng trong ngần chân bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong tâm hiện cảnh sắc ra sanh không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mê tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông b
bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Âm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Chú tôi thượng ngoài linh này, chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần, chú chân như thuyết rằng này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sanh thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhậm với sau căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã hết, trong tánh chân không nó không có cố tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí Bát Nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương Bát Nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng thường rỗng ráo qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật đa đây thân là bài chú đại thần bài
bài chú vô thượng hòa thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên Đế Yên Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Yên Đế Yên Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Quang Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh từng thì không không từng thì sanh thọ tướng hành từng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô là cư diệt vô lão cư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần thì Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đăng à nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tương thuyết chú viên hiện đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khí tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tưởng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không
bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chỉ đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng này thô tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tướng là sẵn với thô tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắng tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp
trong tánh chân không, nó không có nhãn giới nhận đến, không ý thức giới. Tánh chân không, nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lao tử, cũng không luồng cái lao tử đã trong tánh chân không. Nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không, nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí Bát Nhã để xé soi, mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương Bát Nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng, rống ráo qua niên bàn nguyên chư phần, cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng và Thân là bài chú Vô Đẳng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng: Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngũ Uẩn Giới Công Độ Nhân Thiết Khổ Anh Xa Lời Tư Sanh Bất Dị Không Không Bấn Dị Sanh Sanh Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sanh Thọ Tướng Hành Tưng Diện Quẩn Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh, bấn diệt bấn cấu bất tình, bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thân, vô nhãn nhi tỳ thiệt thân ý, vô sanh tình hương vị xung pha, vô nhãn giới này chỉ vô ý tưởng giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tăng. Này chi vô lao tư diệt, vô lao tư tăng, vô khổ tầm diệt đạo, vô tri diệt, vô đăng dĩ, vô sở đăng cô Bồ Đề Tăng. Đòi Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm, vô quái ngài, vô quái ngài cố vô hữu cùng, vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần. Thì Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đăng à nào đà là tâm hiếu tâm Bồ Đề. Cô tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thượng Chú Thì Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhận Thiệt Khổ Chân Thiện Bận Hư Cô Thuyết. Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tương Thuyết Chú Viên Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà. Bồ Khuyết Tâm Kinh Tăng Trí Huệ Thinh Tinh Rộng Lớn
bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh Quan Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy. Nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới. Biết hoàn toàn thân giới cũng không, mê tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết hôn chi. Là hên chánh và sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả. Nhân pháp kia đều xả nhi không, mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố. Tận xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rộn ráo chưa duyên. Niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà. Bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai ban nhã là hơn. Pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lừng. Thì thần chú đúng bừng quang minh ấy, chú tôi thượng ngoài linh ấy. Chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng.
Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chẳng không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luôn cái lão tử đã hết, trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng, và thân là bài chú Vô Đăng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng: Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô cũng trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ tiệt thân y vô sanh tình hương vị xung qua vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng
Hải chi vô la tư diệt vô lão tư tâm vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bàn tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không hay sắc tướng cùng đồng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng nhân câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết hôn chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề.
đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng, này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sanh thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhập với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến, không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến, nó chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quán chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rỗng rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng, và thân là bài chú Vô Đẳng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng, yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế
ma ban nhà ba la mận đa tâm kinh tánh quang từ tài bồ tát hành thâm ban nhà ba la mận đa thời chiếu kiện ngô quấn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sân thân hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tâm vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại ban nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y ban nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi ban nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết ban nhà ba la mận đa chú tưng thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà hằng bồ khuyết tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết hôn chi là hên chết già sao thứ đế
là tri có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hăng yên đế này thô tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tướng là sẵn với thô tướng hành và thức này nghĩa cũng là như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắng tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sao thân hương vì xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng
chân quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đà đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đà đây liền nói chú rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ tiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhân giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tâm vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài cố vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt cổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú tương thuyết chú viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thân tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác
không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm mà cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rộng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đó, huống chi do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Âm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng, và tức này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng dìa
chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sân thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhậm với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp trong tánh, chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng thường rỗng rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng, và thân là bài chú Vô Đăng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng: Yên Đế Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên Đế Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngũ Uẩn Giai Công Độ Nhân Thiết Khổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tướng Hành Tưng Diện Vũng Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tức giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng. Này chi vô lao tư diệt vô lao tư tân vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y bát nhã ba la mật đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô đi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thượng Chú Thì Vô Đăng Đăng Chú Năng Trừ Nhận Thiệt Khổ Chân Thiện Bận Hư Cô Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tưng Thuyết Chú Viên Yên Đề Yên Đề Ba La Yên Đề Ba La Tăng Yên Đề Bồ Đề Tăng Bà.
Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba. Bồ khuyết tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Chẳng không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mà tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết và sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắc chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng hoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng yên đế ba la tăng
Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Đà Tiến Sơ Đến Chỗ Trí Tuệ Bên Kia Bờ Ngài Soi Thấy Năm Uẩn Đều Không Nên Đổ Được Tân Ca Khô Anh. Này Thu Tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn, mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thù tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế. Này Xa Lợi Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắng